Alo, vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với kênh Minh Nhật Soi Cầu 286. Và nay để chúng ta về con 60. Về tất cả các cái kết quả ngày hôm nay thì anh em chúng ta cũng đã thấy rồi. Thì chúng ta đã có lô tô 03 và lô tô 30, bạch thủ hai con của mình mọi người nhé. Chỉ tiếc là con lô xiên 64 ngày hôm nay thì cầu nó bị lộ quá, thành ra là cũng không về được. Hôm nay chúng ta chỉ ăn được hai nháy trên tổng cộng là 3 nháy của mình thôi. Như thế cũng rất là tuyệt vời rồi, khi mà ngày nào chúng ta cũng được ăn lô, cũng như chúng ta cũng được ăn những cái con mà bạch thủ của mình mọi người nhé. Thì đây là cái kết quả ngày hôm qua của mình, thì mình sẽ điểm danh từng thứ một. Đầu tiên là trên video lô 30 chúng ta nổ cuối giải 7 và lô 03 chúng ta nổ ở giải 4. Xiên 64 chúng ta chưa có. Về phần đề ở trên kênh thì mình có chốt cho anh em chúng ta vào lúc 4 giờ. Thì cái dàn đề 8 số của mình rất tiếc là bắt thẳng tổng 7 thì nó không ra mọi người nhé. Tức là chúng ta chỉ lớn nhất, tức là con 61 đây, thì là ra đề con 60. Cực kỳ tiếc cho ngày hôm nay. Khi mà ngày hôm qua mình bắt cũng như là ngồi tính toán thì báo là về tổng 7. Rất tiếc là về tổng 6 mọi người nhé. Và những cái lời bình luận của anh chị em cũng như các bạn ở trên kênh của mình thì mình đều đã ghi nhận và thả cho anh em chúng ta những cái lượt thích cũng như là những hình trái tim. Đây là thay lời cảm ơn tới tất cả các bạn cũng như anh chị em chúng ta đã tham gia đóng góp bình luận cũng như là ủng hộ tới những anh em chúng ta đã xem và theo kênh của mình mọi người nhé. Đấy, thì những cái bình luận này mình cũng rất là cảm ơn các bạn cho rất là nhiều. Đấy, những cái bình luận các bạn chúng ta xem video thì anh em có thể là bình luận xuống dưới kênh nhé, những cái lời chúc cũng như những cái lời động viên để cho những người mới, các bạn chúng ta mới xem kênh, anh em mới theo kênh thì các bạn chúng ta thêm cái niềm tự tin để các bạn chúng ta chơi ở trên kênh của mình. Và đến phần cuối cùng đó là ở trên Zalo tiếp cầu bằng ăn thông bạch thủ một số hôm nay thì cũng đã thành công với con bạch thủ lô 65. Cầu lô mình cho anh em chúng ta là cầu không lót mọi người nhé. Và mình nói như thế nào thì sẽ là như vậy. Cầu phải nổ thì sẽ là phải nổ thôi. Đấy mọi người nhé. Ok luôn. Thì lúc 18:15 sau khi nổ ngay giải nhất thì mình chốt luôn cho quả chúc mừng nhá. Đấy thì mình nói như nào thì cũng đã làm được xong rồi. Coi như ngày hôm nay thì quá là viên mãn cũng như là quá là hạnh phúc. Bởi vì là tất cả những anh em chúng ta ở trên Zalo cũng như anh em chúng ta ở trên video của mình đều đã được có một cái niềm vui cuối ngày. Rất chi là may mắn mọi người nhé. Mình không nhận là mình tài giỏi gì, nhưng mà mình chỉ nhận là mình có một sự may mắn trong những cái ngày như thế này thôi. Thì mình mong là kênh của mình sẽ có thêm nhiều may mắn hơn nữa trong những ngày tiếp theo. Ok thì lan man thế thôi. Đầu video thì chúng ta cùng nhau điểm danh lại như vậy. Còn bây giờ thì đến lượt thống kê kết quả. Ngày hôm nay thì chúng ta có lô rơi lô 10. Đầu 0 thì chúng ta không rơi con nào nhé. Đầu 1 rơi lại con 10, con 17. Đầu 2 rơi lại con 29. 3 không rơi, 4 rơi lại kép 44. 5 thì chúng ta không có này. 6 cũng vậy, 7 không rơi, 8. Và cuối cùng chỉ là 9 rơi lại con 92 mà thôi. Thì đối với tất cả những cái đường cầu mà mình đã chia sẻ với anh em cũng như các bạn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một cái hướng mới để tìm xem là ngày mai những cầu lô nào chúng ta có thể là ép nó phải ra để cho các bạn và anh chị em chúng ta tham khảo chơi cho ngày 19 tháng 11 mọi người nhé. Thì cũng vèo một cái thôi, chúng ta đã hết được nửa tháng rồi. Thì mình hy vọng là trong vài ngày tới, cụ thể là trong khoảng nửa tháng tiếp theo thì chúng ta sẽ ăn thông được tất cả những cầu lô mình đã đưa ra cho anh em. Hôm nay thì chúng ta có 0660 là đi 4 nháy này. Các cái đầu ví dụ là 00, 01, 02, 34 thì đều đã ra cho anh em chúng ta cả rồi. Đối với những đường cầu lô ép nổ thì mình cũng đã nghiên cứu và tính toán được rất là nhiều. Và đa số thì trong cái giai đoạn này nó đang rất là ổn định mọi người nhé. Cho nên là các bạn chúng ta theo kênh cũng theo video thì anh em chúng ta lưu ý là những con số nào mình nhấn mạnh cho anh em chúng ta là con bạch thủ thì anh em chúng ta cứ thế mà tiến hành thôi. Và mặt trận nào cũng thế, mình đều có cái phương án riêng để mình lên cầu cho anh em và đảm bảo làm sao để ở hai mặt trận thì tỷ lệ là như nhau. Có thể là trong Zalo mình ưu ái hơn cho anh em chúng ta con bạch thủ, nhưng mà thôi ở trên video thì anh em chúng ta chơi nhỏ cũng như là anh em đánh nhỏ, mình vẫn luôn khuyên anh em chúng ta là nên vào vừa tay và với một cái mức vừa phải thôi, tránh cái trường hợp là các bạn chúng ta tin tưởng quá thì anh em chúng ta vào nặng tay, lỡ có một ngày nó thua thì mình cũng rất là áy náy mọi người nhé. Anh em chúng ta cho nên là ở trên video anh em tham gia cũng như là chơi nhỏ nhẹ thôi, đừng đánh to quá mọi người nhé. Đấy thì câu kèo thì mình cũng đã có sẵn rồi, thì mình cũng chỉ chốt và tham khảo lưu ý cho anh em chúng ta một hai cặp thôi. Tất nhiên thì hôm nay vẫn bị dính một cầu lô rơi, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể đánh vào ngày mai. Mình đã chuẩn bị và có sẵn ở đây chúng ta là hai cầu. Thì ngoài ra thì cũng sẽ gửi tặng tới anh em cũng như các bạn ta vài con lô lót nữa để anh em tham khảo nhé. Thì về phần đầu tiên mình tính được cầu thứ nhất, đó chính là cầu lô tô 10771. Thì hôm nay là 17 đã ra tiếp cho anh em chúng ta thêm một ngày nữa. Ngày mai thì theo như những nhịp đường cầu nó, ví dụ con 17 nó gan rất là lâu rồi, thì nó nhả ra cho anh em chúng ta một ngày, xong là sang ngày thứ hai lại nhả tiếp. Ngày mai thì cặp 171 này kiểu gì thì kiểu cũng sẽ báo nổ cho anh em chúng ta, các bạn chúng ta thêm ít nhất là một nháy nữa. Nháy nào thì chưa biết, có thể là con 71 mọi người nhé, có thể là con 71 hoặc là có thể là con 17. Có hai con này thôi. Thì anh chị em cũng như các bạn ta ngày mai nếu có kết con nào thì các bạn ta chơi con đấy. Và thường thường lô rơi thì cũng rất là anh em rất là ít anh em chúng ta thích chơi. Cho nên là mình cũng chỉ lưu ý cho anh em chứ chúng ta là con 71 thôi. Nếu mà anh em chúng ta thích thì các bạn có thể là gắp xiên nhé. Có thể là gắp xiên. Về phần lô tô trên kênh vào ngày mai, cái tỷ lệ mà ăn được thì mình dự đoán chắc là tầm khoảng 70 đến 80% là sẽ ăn được thôi. Cho nên là anh em cũng phải cân nhắc để vào tiền nhá. Tránh trường hợp là yêu thích quá rồi cứ thế mà theo kênh thì cũng lỡ nó gãy cái thì không thể nào mà biết được đâu. Đấy, nên mình cũng phải cẩn thận. Về các cái đường cầu ép nổ của mình thì có lẽ là mình sẽ để dành nó trên Zalo vậy, bởi vì các bạn cũng đã biết những đường cầu nào chia sẻ trên kênh thì đa số là tạch thôi, cũng không ăn được. Trước giờ mình cũng luôn là chỉ chốt cho anh em chúng ta, cũng chưa vẽ đường cầu cho anh em chúng ta phát nào. Thế là miễn là trúng, quan trọng là kết quả buổi tối ngày hôm sau là trúng, chúng ta gặp lại nhau thôi, chứ không cần phải vẽ cầu màu mè hoa lá hẹ làm cái gì cả. Cuối cùng tối vẫn không trúng thì chả có cái ý nghĩa gì hết, đúng không ạ? Đấy thì ngoài ra thì còn cầu 262 thì thật sự với anh em cũng như các bạn thì 262 ngày mai quá nét rồi, và mình nghĩ là cũng rất đông người theo đấy. 262 của mình cực kỳ đông người theo, các bạn chúng ta có thể yên tâm một điều là như vậy. Các cái đường cầu lô hai nháy ở trên dòng bạch kim ngày hôm nay thì ngày hôm qua nhé, thì mình thấy là đa số về rất là nhiều. Thì mình cũng tính rồi, ngày mai nếu mà 262 của mình không vấn đề gì thì chúng ta sẽ là một cái đường cầu lô tương đối là ok để cho anh em cũng như là các bạn chúng ta tham khảo. Về phần đường cầu thì đường cầu này thì cũng khá là lung lay anh em ạ. Mặc dù là lô 262 rất là đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng mà cái tiếng kết của mình thì vẫn phải là chốt cho anh em cho mà thôi. Và mình có lẽ là sẽ lưu ý anh em cũng như là các bạn chúng ta là nên vào vừa phải nhá. Cầu 262 cũng là một cái đường cầu hai nháy đấy anh em ạ, không đùa được. Đường cầu hai nháy thì ở đây thì dòng bạch kim không tính là được cái đường cầu này cơ đấy, còn không có luôn chứ, đúng không ạ? Nhưng mà mình đã thấy được cái đường cầu này rồi, cho nên là mình cũng sẽ chốt và gửi tới anh em để các bạn tham khảo thôi. Tuy là đường cầu đẹp nhưng mà mình vẫn phải lưu ý cho anh em cũng như là các bạn cho là trên video, đó là anh em chúng ta vào vừa phải nhá. Vừa phải để giữ lại cái mức vốn cho mình đang ăn thông thì chúng ta cũng nên là tiết kiệm cái kinh phí một chút, bởi vì là lâu đề thì ngày nào cũng quay thôi, cho nên là không phải hôm nay là nó không đánh một hôm là ngày mai nghỉ đâu, đúng không ạ? Nên là chúng ta cứ từ từ, hôm nay được ăn ngày mai chúng ta sẽ lại ăn tiếp. Nếu mà chúng ta chơi nhỏ nhá, còn chơi to thì tỷ lệ không ăn là rất cao, cho nên là mình cũng lưu ý anh em chúng ta là một điều là như vậy. Ok, thì về phần video của mình, các bạn sẽ lưu ý cho mình cặp lô tô, đó chính là cặp 26 và cặp 62 vào ngày 19 tháng 11. Đấy, chỉ có hai số thôi, và chủ đề thì mình chốt vào lúc 4 giờ, cho nên là mình cũng không ghi ra đây làm gì cả. Về phần lô xiên thì gửi tặng anh em chúng ta con 71. Anh em chúng ta thích thì các bạn ghép vào, mình cũng ghép xiên cho anh em ta thêm một con nữa, chả mất cái gì cả. Cho nên là cũng ghép xiên cho anh em thích chơi xiên thì đánh vui, chơi thêm con 71 nhá. Còn về phần Zalo của mình thì ngày mai mình đã chốt cầu bạch thủ lô ép phải nổ, ép một con bạch thủ nó phải nổ cho anh em nhá. Thì các bạn anh em ta có nhu cầu thì cứ kết bạn với số điện thoại là 0918 966 209. Ở trong Zalo thì mình có hai sự lựa chọn cho anh em. Nếu mà bạn theo mà chẳng may có một cái gì đấy nó không về thì mình sẽ hoàn phí hoặc là bù số cho anh em chúng ta vào ngày hôm sau. Và tất nhiên sẽ làm con bạch thủ không lót mọi người nhé. bạch thủ ăn thẳng cho anh em. Còn riêng về cầu ép nổ này mình đã thực nghiệm khoảng một tuần nay rồi, thì đa số là mình thấy nó chạy rất là hiệu quả về phần cầu ép nổ của mình. Và ép phát nào là phải ra phát đấy, cho nên là ngày mai mình thể tự tin nói với anh em chúng ta một câu rằng đó là Zalo ngày mai chốt cho anh em chúng ta bạch thủ lô một số không nổ, mất cái gì cũng chơi với anh em mọi người nhé. Cho là anh em cứ kết bạn cũng như là mạnh tay liên hệ với mình, chơi to quân lớn thì cứ thế mà tiến hành thôi, không phải quảng cáo nhiều. Đấy thì chung quy lại là cho ngày mai cầu lô tô trên kênh chúng ta sẽ là cầu 262, xiên là xiên con 71. Trước khi rời khỏi video thì mình cũng lưu ý cho anh em chúng ta một điều, đó chính là đánh vừa phải thôi. Ngày mai mặc dù đang ăn thông, kênh đang ăn cho anh em chúng ta rất là kinh khủng, nhưng mà chúng ta nên đánh vừa phải thôi, vừa tay để còn ngày mai đánh tiếp mọi người nhé. Đấy. Và một lần nữa thì anh em cũng như các bạn chúng ta hãy bỏ ra một giây thôi, một giây ngắn ngủi thôi để nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và nếu mà anh em cho có tình cảm hơn nữa thì các bạn chúng ta có thể bình luận xuống dưới kênh bằng những cái lời chúc cũng như là những cái lời động viên, không phải cho mình mà là cho những người mới, cho những anh em mới chúng ta chưa tin tưởng kênh thì các bạn chúng ta có thể mạnh dạn theo kênh để chúng ta về bờ mọi người nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn anh em chúng ta vào các video ngày mai ở trên kênh Minh Nhật Soi Cầu 286. Vâng, xin chào tất cả anh em.